Thưa quý vị, sau một ngày tạm nghỉ, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôm Hoa Sen 2017 đã tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 7 với lộ trình dài 160 km từ Huế đi Quảng Nam. Đây là một trong những chặng đua khó khăn nhất của giải khi các tay đua sẽ phải chinh phục 3 ngọn đèo, đó là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Ngay từ điểm xuất phát, những tay đua cạnh tranh cho danh hiệu áo xanh đã có màn tranh đua quyết liệt để giành lợi thế. Ở chặng đua này, về nhất ở các sprint luôn có sự thay đổi. Nếu như Nguyễn Tân Hoài của Dược Đô Mất Cô Đồng Tháp giành thắng lợi ở sprint Liên Chiểu Đà Nẵng, thì cua rơ Lê Nguyệt Minh của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh là về nhất ở sprint Thăng Bình Quảng Nam. Trong khi đó, ở những cung đường đèo, tay đua Junre Navara của đội CCN Saco Team là người đầu tiên chinh phục thành công đèo Hải Vân để tạo lợi thế cho cuộc đua đến danh hiệu áo đỏ. Với chiến thuật thi đấu hợp lý cùng mạng bứt tốc ngoạn mục trong những km cuối cùng, tay đua Lê Văn Dưỡng của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh là người cán đích đầu tiên. Về đích tiếp theo lần lượt là các tay đua Jan Paul Morales của đội Philippines Navy và Nguyễn Thành Tâm đội Hạt Ngọc Trời.